để đều cả ba mẹ, ông bà. Mọi chuyện vừa rồi cũng sẽ qua, sẽ qua. Dù mình và ở thật xa xa đến đâu, trong tim luôn có nhau này là con quá xa, quá xa. Về nhà để đều cả ba mẹ, ông bà. Mọi chuyện vừa rồi cũng sẽ qua, sẽ qua. Dù mình và ở thật xa xa đến đâu, trong tim luôn có nhau này là nhà. Một năm đã nhiều vất vả, tất cả mọi người của năm phải cười. Có người đi đây đi đó, đi chùa cầu duyên, đi chùa xả xuôi. Có người được rồi bị xếp mắng, dịch giả nên là nhà bếp vắng. Deadline bài tập cái kiểu chỉ thấy viết nhiều không thấy lương tăng. Đi về nhà xa quá, nhưng chỉ cần trong tim đang trong ta về đó là ba mẹ. Thì khoảng cách là bao xa trong rừng cây lá hay Đông Nam Á, nơi cuối cùng rộng mở luôn gian tay đón ta đó là nhà. Ok, có thể là một năm qua các bạn vất vả rồi mình lạ người, nên hy vọng mai này sẽ giúp các bạn vui hơn và là nguồn động lực cho năm sau nhá. Cuối cùng nhà là nơi để về. Đường về nhà có quá xa, quá xa. Về nhà để được các ba mẹ, ông bà. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, sẽ qua. Dù mình và ở thật xa xa đến đâu, trong tim luôn có nhau này là không quá xa, quá xa. Về nhà để được các ba mẹ, ông bà. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, sẽ qua. Dù mình và ở thật xa xa đến đâu, trong tim luôn có nhau này là không quá xa, quá xa. Về nhà để được các ba mẹ, ông bà. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, sẽ qua. Dù mình và ở thật xa xa đến đâu, trong tim luôn có nhau này là không quá xa.